cơm rất hấp dẫn luôn, cơm một thô, nó cơm thấy một cái miệng thôi, để vừa ăn luôn, chua ngọt thơm mặn đều có hết. Cô bác và bạn, trước tiên thì Sơn cũng xin kính chúc cô bác và bạn được thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hôm nay Sơn làm món cơm chiên cá mặn gà xé. Sơn mời cô bác và bạn tham khảo nguyên liệu mà Sơn làm cái món này. Hành với gừng cho vô mình luộc gà. Đây là cái ức gà mình sắc miếng rồi bỏ phần da cho nó sôi lên, cái mình nêm cho chút xíu hành tím với tỏi vô cho nó thơm. Cá mặn này mình mua về mình rửa lên sạch trơn, rửa nhỏ thôi. Nước ngọt vô cái gà này xíu nêm, nước mắm. Cá vậy được rồi, gấp ra lại cho nó nguội, hồi mình xé đó. Hôm nay mua cá bự mà không có cá bự, cho mình bán cá này nhỏ quá. Cái này là món này mà có cá thu ngon hơn nữa. Cái thời gian mình chờ gà nó chín, khô cá mặn nó nguội sắc hành. Nó tan hết. Cái gà này chín thì được rồi. Mình tắt lửa rồi, để nắp tầm 15 phút sau mình vớt gà ra cho nó rút cái hương vị vô cho nó thơm. Trộn cơm luôn. Tiêu. Ngọt. Dưa cải sắc hạt lựu. Rồi ta mình xé cái cá này ra mình bỏ trực tiếp vô luôn. Có công mình để tùm lum. Xé cái cá mặn này. Lừa xương ra. Vớt gà ra, xé gà luôn. Gà mình xé xong hết rồi. Thường người ta nấu cơm chiên cá mặn thì người ta vậy là người ta trộn được rồi, nhưng mà mình cho nó miếng màu lên, màu cho
em bé nó ham. Đó. Có màu cho em bé nó ham. Ví dụ như bầm móc khí hằng. Có màu cho nó thấy hấp dẫn hơn. Hành bé. Cái này hành dầu của hành tím phi. Cái dầu này thơm. Cho thêm miếng tỏi hành đi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hey, hôm nay đổi món cho anh Ba, anh Ba với chị Chum. Hai anh em ăn thịt hoài, hôm nay ăn không có thịt heo. Nhưng mà cơm chiên có mặn gà xé ha. Wow, ngon. Mới ngon nè. Ngon ha. Ngon. Ok. Nhưng mà thế này để căng thử coi mình tính tiền được ha. Rồi, bỏ lên Tung. Em bỏ lên. Bao nhiêu? 1,7 trừ cái dĩa ra còn 1,5 kg. Để xuống em. Anh Ba lấy ba hiểu rồi. Lấy chén. 2,2 kg rồi. Dĩa nước tương rồi mấy. 2,2 kg thì còn 2 kg. 2 kg. Có như anh Ba chấp thì chôm nửa ký ha. Rồi. Để cho mới cân bằng cơ mới hấp dẫn chứ thì chôm ăn không kịp anh ơi. Rồi. Rồi. Rồi mời cô đây. Chú anh chị và các bạn dùng cơm chiên cá mặn. Rồi xin mời. Đây, ở đây. Tôi đang chàng trước đi. Không ăn chưa vô em. Chưa có tính như thế này. Gấp lắm. Mày đấu gì lắm hả mày? Bây giờ đó là hai anh em ăn thì có thời gian nhất định, tại vì hôm nay là số lượng cũng ít. 15 phút được không? Trời á, cái gì cũng được hết ăn á. Trời. Hai em muốn thêm em cho thêm. Trời. Quốc mong 15 em. 15 phút phải không? Ừ. 15 phút không có nước súp. Hôm nay mình làm cái món này nhưng mình không để súp. Ừ. Đó cho anh em thoải mái luôn. Thì tụi mình người ta có nước súp rồi. Thoải mái. Thoải mái. Thoải mái là lý do là ăn cơm này thì mà không có súp thì cũng rất là khô ha, cũng hơi độ khó chút xíu ha. 15 phút. Hết trước có 2 tờ bát uống một hơi nhét vào đây. À. Về cho Trang chưa? Rồi Trang đi. Không biết Trang không ấy. Cá mặn mà Trang chi nữa ta. Trang vô nó lùa lùa. Anh nói nghe từ hôm nay không có nước súp mà. Tao mời rồi, tao có quyền tao ăn trước mà. Trời. Rồi chưa? Rồi chưa? 15 phút đó không có thời gian đó nha anh ba. Thì bởi vậy. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, đăng. 15 phút. 15 phút 3 kg rưỡi cơm. Trời. Rất là căng á. Hồi nãy mình hỏi ý kiến anh em thêm 5 phút, anh em không chịu thêm. Rồi. Cố lên mới được nha anh ba. Cố lên nha cho em. Ôi mắt ngon anh ba. Quá, ướt không? Mắt ngon anh ba. Cái cơm chiên cá mặn gà xé này rất là ngon. Mình chiên hồi sớm giờ mình nuốt nước miếng dữ lắm rồi. Nhưng mà anh ba đổ nước vô là mắt ngon. Có thể anh húp nước ngoài anh ba. Đúng rồi. Anh em thì đòi 15 phút. Nhưng mà trước khi chưa mới giờ quay, mình sẽ để cho anh em 20 phút cho anh em ăn thoải mái. 20 phút luôn anh ba. Nói chung là 15 phút thì tội nghiệp anh em chạy đua không kịp đâu. Mình nghĩ không kịp đâu. Tại nó khô. Để cho anh 20 phút á. Chạy nước vô luôn hả? Tại vì anh ba anh sợ không kịp thời gian, anh chan nước vô. Tại anh ăn thịt heo với anh ăn giống vậy. Nhưng mà chan cái cơm này mà chan nước vô thì nó mắc ngon. Đấy, 20 phút á anh ba thì chung ơi. Tại vì anh em ăn cái khô mà 15 phút 3,5 kg này ăn cũng rất là khó. Đây còn cái mâm này có thích thì ăn. Hỏi mà chưa no thì ăn thêm. Đó. Đụng tiền bóng tối Tung ơi. Đây, ai lụm? Tung không? Tung không dám lụm đâu. Tung, em nó nhìn không được, nó không dám lụm đâu. Em nó nói, em cũng tự lượng sức mình của em. Giờ đã kết cuộc rồi sao? Anh ba thì chấp xì chum nửa ký. Mình nghĩ cái kèo này là ngang tầm.
ngon thì có ngon nữa, nhưng mà ăn gấp quá thì nói chung là nó hơi khó ăn. Dướng có lên nghe cho em anh ba chấp nửa ký em ơi. Chặn nước luôn nữa chứ. Dưa leo với lại cà chua căng rồi là mình sử dụng hết luôn nha anh ba và chị Trâm. Ngang nhau anh ba có thể nãy giờ anh ba gỡ chúng lại được tầm 200 gram đến ba, còn 300 gram nữa anh ba. Ba anh ăn cái gì mà anh đưa vô cái anh múc đưa vô múc không thấy nuốt luôn á, độ mình không giống như bò anh độ không cỏ. Anh ba từng nói mà nói ăn như bọn cỏ vậy. Anh ba vậy ba anh nhịn được thì anh em mà nói chuyện giỡn chơi là vui chơi là cái này hiền chứ ít nói chuyện thôi, đừng chọc ra để cho ta ăn. Ví dụ anh ba bên xì chơi, ví dụ anh ba cho anh trả lời nữa mất thời gian anh ba. Siết nghe thì chum cũng kịp nghe anh ba, là anh không nãy giờ để ý anh là anh không uống nước luôn á, anh chan nước vô rồi, chan có chút xíu à, đó là khô quen rồi. Nó là thời gian uống nước là mất hết nghiệp rồi, nó uống nước nữa mất hết nãy giờ mất nhiều nhịp rồi. Em chậm hơn ba đó. Bà nó cỡ nào tao cũng bường hết, xì chung xì chiết gì tập bường hết. Quá hay anh bơi mình bảo đảm nhất là hỏi anh ba cơm ngon không, tao nói ngon tiếng từ một nói có mùi vị gì không ngon, hỏi mùi vị gì thì cũng ngon. Cái gì nãy giờ ăn không biết thưởng thức là cái gì luôn. Thôi anh ba, ngon. Vô ăn anh ba, ngon. Chút hư hại. Wow, hơn cái máy nữa. Ngang nhau đã. Cố lên anh ba. Cố lên chị Trâm ơi. Anh Tùng gần hết cơm mà còn đóng cà với đóng dưa leo. Căng gọi là tính tiền rồi.
phải ăn hết. Hôm nay là cái số lượng này thì mình so với chị Trâm với anh Ba thì quá ít. Anh Ba nó tươi thêm mấy cho nó tươi chụp miếng anh Ba. Ba nó không nhắc là tương gì cho nó, tao nhắc là tao chỉ biết cái dĩa cơm này thôi. Quá hay anh Ba, quá hay chị Trâm ơi. Ngang nhau, ngang nhau. Hầu như là ăn không thở luôn. Wow. Công nhận anh Ba chấp cho chị Trâm nửa ký đồ khô này mà ăn thời gian ngắn là anh vượt, anh ăn lẹ lắm. Hay lắm. Vậy. Khô nước gì cũng làm nốt. Ủa, bóc bên ngoài luôn hả Ba? Luôn. Bóc thêm bên ngoài luôn. Bóc ngoài mâm luôn. Anh ơi, hỏi hỏi đi chút trả lời sao? Ừ, chút nào hỏi, hỏi. Giờ bằng nhiêu công việc rồi. Đó, hai người là dắt mình nghĩ là ngang cầm luôn. Chị Trâm mà uống uống nước từ hai lần nữa thì là chị Trâm thua. Hai tay này. Ủa chừng bỏ móc bưng giữa rồi bây giờ. Lấy bên kia luôn ha. Lấy thêm bên kia luôn. Ủa anh Trung ơi, sắp về nhà anh Trung ơi. Anh Ba sắp sửa lên ruộng rồi. Ừ. Rồi. Tới tới công chuyện luôn rồi nè. Rồi bắt đầu luôn rồi, tới công chuyện luôn nè. Từ từ anh Bôi, thở ra đi Bôi. Hai người tới giấc này là cũng còn ngang nhau. Chị Trâm thì còn vô leo nhiều. Và hết vô leo. Đó. Ừ. Thua hai ba miếng, một miếng vô leo mới đáp. Ừ. Thua không biết. Thì xin thua vô leo rồi. Vô leo không có nuốt được đâu nghe Trâm. Nó nhai kỹ nghe không? Đó. Wow, ngang cơ luôn. Trời miệng bơi, giúp con bố lại em bơi. Ủa trời, tay gạt luôn. Không có cần, không có cái nói gì mà chùi chiếc gì ở đây á. Đó. Đó. Ai alo trước rồi thắng. Qua rồi. Qua. À, cho miếng nước vô từ đầu giờ chưa nước vô rồi cho nước vô cho trôi nè. Rồi chị Trâm thua đúng, đúng một miếng cà chua. Dạ. Yeah. Còn miếng hồng rồi alo với thêm. Alo nói chuyện coi. Coi. Đây nói chuyện các bạn. Chưa. À, chúc trò hai là hết nói chuyện không nói chuyện. Chúc trò hai chị uống khuê. Có một hổng à. Có 11 phút à. Thua đúng đúng một miếng cà. 11 phút. 21 giây. À 11 phút là tới nãy giờ mình nói chuyện vòng là giá nó có 11 phút. Công nhận ăn tổng đầu hồi nãy mình tính là 15 phút không anh em ăn không kịp. Nhưng mà ăn có 11 phút rồi. Thôi thua rồi, đừng có chút giận vào cái dĩa của anh em, dĩa anh còn quay clip nữa em. À, mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn suốt thời gian qua ủng hộ mấy anh em mình. À, mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và an khang. Chào, bye bye.